Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thầy Họ Web. Và bây giờ chúng ta tiếp tục bài học. Hello, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thầy Họ Web. Các bạn thân mến, thì cái clip này để tiếp tục hoàn thiện cái phần đầu của layout trang web ngôi sao .net, thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn là đưa dữ liệu vô như thế nào là nhanh nhất và thuận tiện nhất và dễ viết CSS nhất. Thì mời các bạn theo dõi phần hướng dẫn ngay sau đây ha. Thì ngay trang cái bốc đầu tiên, thì hôm trước chúng ta đã có một layout như thế này. Thì đây là layout để mô phỏng, để lên layout cái phần đầu tiên của trang web của ngôi sao .net. Thì ngay cái bốc đầu tiên này các bạn, thì ngay cái này các bạn phải hình dung được là mình có bao nhiêu thành phần ở trong đây. Ví dụ như phần này là phần hình ảnh ha, thì mình có một box lớn và mình có một cái background image. Background image này mình có thể canh position để nằm bên trái, tại cái hình này có chút xíu vậy thôi đó. Cái img trong này và có cái này. Ví dụ như mình có một cái gì đó nằm trên cái hình thì mình nên có một cái box chứa ha, để vừa chứa cái hình đó và vừa chứa một cái thành phần nào đó nằm trong hình đó. Thì lúc này mình phải có cái box để chứa. Rồi sau đó thì mình có thẻ A và sau đây có thẻ B. Nghĩa là trong cái box bên trái này mình sẽ có những cái div như thế nào. Thì các bạn theo dõi ha. Rồi cái box bên trái của mình đâu? Đây, box bên trái. Thì mình sẽ có một cái box img. Đó. Img. Thì cái box này để dành để hình và để cái này nè các bạn. Để cái hình và để cái phần hậu trường này nè. Là box img ha, và cả luôn cái này luôn các bạn ha. Cái này thì là background image, còn cái này img, cái này này, tức là ba cái, nhưng mà một cái là background image rồi, hai cái này nó nằm trong cái đó ha. Cho nên ngay chỗ này nè, mình sẽ có một cái img đó, img của cái hình hình lớn ha. Hình lớn này là hình Trần Bảo Sơn. Rồi ok, thì trên cái hình lớn này nó sẽ có một cái box con. Cái box này là tôi đặt tên là box danh mục, box title, ví dụ như vậy ha. Rồi tôi bỏ đây. Còn cái hình thì mình sẽ làm thêm một cái là background image. Đó, ví dụ như vậy. Thì bây giờ mình viết cái CSS này trước. Rồi, sau đó thì mình có cái gì các bạn? Có thẻ A ha. Thẻ A thì mình tạo link cho nó ha các bạn ha. Nếu mình chưa có link thì mình cứ để dấu thăng. Rồi ok, thì cái thẻ A này mình copy chữ thôi các bạn. Hai con gái của Trần Bảo Sơn vậy nè. Rồi copy thả vô đây. Rồi, và sau đó là mình thẻ B. Thì mình BR xuống ha. Rồi mình có thẻ B. Hoặc là cái thẻ B này thì mình không cần BR. Thẻ B là thẻ khối cho nên mình không cần BR luôn ha. Hai cái này nó mặc định là nó nằm xuống hàng. Đó. Thì bỏ cái BR này đi. Ok, thì ở trong đây mình sẽ để thẻ B. Đó. Rồi, đây là dữ liệu thô, chưa làm gì hết, chưa viết CSS gì hết. Thì mình coi coi. Đó, chưa làm gì cả ha. Thì bây giờ mình viết CSS nè các bạn. Cái box img này á, thì các bạn thấy nè, img nó nằm bên tay phải ha. Nó để hở một chút xíu để thấy cái background image. Thì mình cho background image lớn, img nhỏ xíu bên phải. Rồi, thì bây giờ mình làm img. Img này thuộc cái box img. Thì mình sẽ viết như sau. Rồi, cái box img này thì sao các bạn? Nó phải là một cái loadlet width 100% của cái thằng box bên trái. Nghĩa là lúc này mình bổ sung thêm gì các bạn? Thêm cái raw vô đây. Đó, thì bây giờ mình viết cái img của thằng box img trước ha. Rồi, img trực thuộc của box img thì chấm box img cách khoảng img. Rồi bây giờ mình cho khoảng là như các bạn width là nhiêu, width là 90%, ví dụ như vậy ha, width 90%. Rồi mình cho float right, lúc này nó nằm bên tay phải đó. Lâu lâu mình mới xuyên ra các bạn. Đây, cái hình này nằm bên tay phải F5 ha. Đó, 90%. Đó, mình trừ cái này ra một tí xíu thôi. Ví dụ như cái hình đó là có kích thước cố định bao nhiêu thì mình chỉ cần là 90-100% trừ cái phần đó ra thôi ha. Còn không thì mình cứ canh phần trăm cũng được. Đó, và chắc chắn cái hình đó nó có kích thước. Và mình sử dụng cái gì các bạn? Hàm calculator ngay chỗ này mình trừ ra. Rồi một lát tôi sẽ tính sau. Bây giờ tôi sẽ viết cái gì các bạn? Viết background email cho cái box img này nè. Đó, background email. Đó, tôi sẽ chọn URL. Bắt đầu email là URL. Rồi, mình chấm chấm xuyệt. Do cái file CSS này nằm trong thư mục CSS cho nên mình muốn truy xuất đến thư mục img thì mình phải chấm chấm xuyệt. Chấm chấm xuyệt nghĩa là trở ngược ra cái thư mục cha ha. Rồi mình mới vô cái img này. Rồi mình mới lấy là một cái hình này gì nè. Đúng, lấy cái hình này làm background. Nhưng mà nó không lặp lại các bạn ha. Rồi, các bạn trở lại nè. Trở ra thư mục cha, truy cập vào thư mục img. Rồi, mình chọn cái này. Đó,
Nếu mà mình để nguyên như thế này thì các bạn thấy đấy nè, F5 đó, nó tự lưu hộp dưa hết. Bây giờ cái này là nó chỉ một lần một và nó không có lặp lại ha. Rồi mình sẽ position, bắt ra position, repeat, mình không có repeat luôn. Rồi mình bắt ra position, repeat là có lặp lại hay không, nó position định vị á. Ví dụ mình cho left đó, nó bên tay trái và nó không lặp lại đấy ha. Và bây giờ sao các bạn, mình cho nó đầy từ trên đây luôn ha, để cho giống mẫu. À không, đầy nó cách tí xíu đó, nó cách tí xíu. À, ok, nó cách như vậy là đúng rồi nè đó. Ở trên dương miếng, ở dưới dương miếng. Thì lúc này mình làm sao các bạn, mình có thể tăng cái hay này lên, tăng cái width này lên. Ví dụ như là tôi sẽ cho là background size đó, background size ví dụ tôi cho là 30 pixel ví dụ như vậy ha. Rồi tôi F5 lại đó, tức là thằng này nó lớn lên 30 pixel. Thì cái phần hình này nè các bạn, có phải là 100% trừ 30 pixel không, để cho nó khớp vô cái line này ha. Rồi ok, tôi sẽ tính như sau. Đây tôi sẽ là calculator, mở ngoặc ra, 100% trừ cái khoảng trừ nha các bạn. Cái calculator thì là cái dấu trừ, ở trước dấu trừ và sau dấu trừ nó phải có khoảng trống ha. Tôi cho 30 pixel ví dụ vậy. Thì 30 pixel này của là background đó các bạn đó, thì các bạn sẽ thấy nó khớp vô. Rồi ok, thì bây giờ mình cái bóc trái này nè, mình có thể là mình bỏ luôn cái demo ra được rồi đó. Đó, để demo nó ghê quá đấy ha, rất là ngay luôn các bạn. Khi nào các bạn đưa dữ liệu vô thì các bạn có thể bỏ cái CD demo ra đấy. Rồi cái thẻ A này thì nó cũng trực thuộc trong cái gì các bạn, nó cũng trực thuộc trong cái bóc trái ha. Đây thẻ A bóc trái, thì cái thẻ A này là cái phông chữ như thế nào, màu sắc càng sao mình phải làm. Rồi bây giờ tất cả các thẻ A nó đều giống nhau hết, chỉ có thẻ A chỗ này nó khác nè, thẻ A chỗ này nó khác nè, tức là đây là ưu tiên số 1, cái này ưu tiên số 2 và đây là giống nhau, ví dụ như vậy. Thì bây giờ ưu tiên số 1 thì mình nên làm mới cái thẻ A đó. Thẻ A chung thì mình không cần khai báo, nhưng mà thẻ A riêng từng cái đặc biệt mình phải khai báo nó lại, mình phải viết CSS nó lại nha. Thì cái thẻ A này mình sẽ khai báo một cái CSS như sau. Ví dụ mình muốn làm thẻ A mà nó có CSS á, thì các bạn phải sử dụng là A chấm, ví dụ như là link top, ví dụ như vậy. Link top là tên CSS của thẻ A đó. Một lát mình sử dụng cái thẻ A này cho cái thẻ A đầu tiên. Thì cái font size nó to, font size to, font size là 20 pt, tôi ví dụ vậy ha. Rồi màu thì đây là màu đen, over là màu xanh ha. Màu đen này thì màu đen nó không được đen lắm, thì tôi cho color màu xám đậm ha, tôi cho là 333. Rồi về số mà nó hiển thị màu thì các bạn phải học thôi chứ không biết không có cách nào hết ha. Rồi ok, để viết CSS cho cái việc là rê chuột vô cái đường link nó hiển thị mà cái trạng thái khác, thì các bạn chỉ cần copy như thế này nè, các bạn bát xuống đây và các bạn chỉ cần là thêm dấu 2 chấm và chữ hover vô kế bên đó. Và mình muốn cho nó màu gì, ví dụ màu xanh thì tôi cho là 3 và F RGB 6 0 9. Ví dụ màu xanh của tôi như vậy, hover vô ra màu xanh vậy ha. Rồi bắt đầu tôi F5 thì cái link top này nè, tôi chưa có cho class của thẻ A. Ví dụ như mình sẽ sử dụng như thế này, thẻ A tôi sử dụng là class link top đó. Đây là một cách mình làm CSS cho thẻ A đó ha. Rê chuột vô đổi màu xanh. Ok, màu xanh này nó hơi bị tối, tôi cho màu xanh sáng lên xíu, ép đi. Rồi đó ha, để cho các bạn dễ thấy giống như trơn á. Đó, đó. Bây giờ mình bỏ cái làn gạch dưới là gì các bạn? Test decoration. Test decoration tức là cái test trang trí của nó là gì? None, tức là không có cái làn gạch dưới. Đó, rê chuột vô. Ok ha. Nếu mình cần đậm thì mình sao các bạn? Mình cho phông quay. Phông quay, phone. Ví dụ như vậy thì nó sẽ ra đậm lên. Đó, ok ha. Nó ra được CSS đó các bạn. Rồi CSS này cũng ok, nó vậy luôn. Còn bây giờ ví dụ như mình định nghĩa hết tất cả các trang web đều một phông một, thì các bạn có thể vô cái phần body. Mình viết cho body ha. Body, mình cho phông family, một loại phông một duy nhất thôi. Phông family ở đây ha. Ví dụ như mình cho là nó phông là Arial gì đó chẳng hạn. Đây. Rồi, phông size của mình
chính thức nó là 14BT, ví dụ như vậy ha. Rồi mình F5 nè. Đó, vì những cái này nó sẽ 14BT các bạn. Line 2 nó gần nhau quá thì mình cho sao các bạn? Mình cho nó là giãn cách dòng ra, thì mình cho line 2 là 130% hoặc là 150%, thì hai cái dòng này nó giãn ra một xíu. Đó, nhìn nó ổn hơn. Đây, tôi cho 50 để cho bạn dễ thấy. Và tôi sẽ sửa lại 130. Đó, thấy nó giãn ra này ha. Rồi, cái phần giãn cách như thế này á, cho nên cái thẻ B của mình nó xa luôn cái thẻ A. Thì cái thẻ B này mình có thể là định nghĩa sẽ đáp lại cho nó ha. Ví dụ như tôi định nghĩa cái thẻ B này nè, tôi cho cái padding của nó nhỏ lại. Đó, ví dụ như là 0 pixel, ví dụ như vậy. Không, thẻ B thì sử dụng mặt gin. Mặt gin 0 pixel. Thì các bạn chú ý cái đoạn thẻ B này nè, nó sẽ nằm gần lên thẻ A của F5 nè. Đó ha. Thì bây giờ tôi muốn cho nó là 10 thôi. Đó. Mặc định thì nó hơi cao. Rồi khi mình dùng 10 thì các bạn thấy sao? Top, left nó đều ảnh hưởng ha. Thì bây giờ mình chỉ cần là 0 pixel ở phần là left right. Đó. F5 thì nó ngay. Các bạn hình dung không? Các bạn coi kỹ cái phần mà marking của thẻ B ha, để mình định dạng cho nó đẹp. Đó, ngay y chang như bề mẫu rồi đó các bạn. Y chang như bề mẫu luôn ha. Y chang luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái gì các bạn? Mình sẽ làm thêm một cái phần là icon nhỏ nhỏ nằm trên đây và để trong đó là chữ hậu trường. Rồi, bây giờ mình cho cái chữ hậu trường vô. Đây, mình cho hậu trường, bóc thấy thò hay các bạn. Cho hậu trường. Rồi, mình coi có nó xuyên ở đâu cái đã rồi mình mới biết được mình viết sẽ đẹp. Rồi. Đây, nó nằm đây là nó sai. Nó phải nằm ngay đây nè. Rồi, bây giờ các bạn phải nắm một cái khái niệm như thế này. Cái thành phần nào nằm trên cái thành phần nào thì cái đó mình sẽ sử dụng là kỹ thuật khai báo sẽ đấy là position absolute, nghĩa là người ta gọi tắt là ABDIP ha. Rồi, cái này nó sẽ là ABDIP thì thằng nào cái bóc nào chứa nó thì mới gọi là relative. Rồi. Mình coi coi ai chứa nó ha. Rồi đây nè, cái thằng bóc IMG chứa cái thằng bóc thái thột. Đó, thì bây giờ mình sẽ viết CSS như sau. Bóc thái thột ha, viết CSS bóc thái thột. Rồi, viết CSS bóc thái thột ha. Bóc thái thột. Rồi, ok. Bây giờ mình cho cái position absolute. Đó, thằng nào mà mình định vị giá trị tuyệt đối so với một thằng nào đó thì mình sẽ gọi là position absolute, thằng nào chứa nó thì gọi là position relative. Mình sẽ khai báo như vậy mà mình biết cái thằng bóc thay thò này con của bóc img, vì vậy cho nên cái bóc img này nó có position relative, còn bóc thay thò là position absolute. Rồi, đối với một cái đối tượng mà absolute thì các bạn phải xác định được là cái width cái hay ha. Cái width cái hay thì nó mới định vị được, và sau đó là left và right. Đã nói position thì phải canh left và right, hoặc là top bottom, top left hoặc là top right, hoặc là bottom left, bottom right, tùy. Bây giờ là cái hình này, cái bóc này nó sẽ nằm phía dưới và bên trái của bóc cha, thì cái này mình sẽ viết như thế nào? Có phải là bottom không? Đó, bottom. Thì bottom này đó, bottom này là nó cách phía dưới bao nhiêu đó các bạn, giống như mặt kim bottom á, nhưng mà mình không phải là sử dụng mặt kim bottom mà mình sử dụng là bottom, tức là định vị x y z á, định vị top left right bottom cho cái bóc thay thò này nó nằm như thế nào so với thằng cha. Thì bottom này ví dụ tôi cho là 20 pixel, tức là nó cách ở phía dưới lên trên 20 pixel. Rồi, ok, thì cái này nó phải có, rồi tôi F5 cái đã, rồi nó sao rồi tôi mới tính tiếp được. F5 đó, nó nằm đúng rồi đó các bạn. Thì bây giờ sao các bạn? Nó phải xích qua phải một xíu thì tức là mình phải canh left cho nó. Rồi, left. Rồi, ví dụ như là cái hình background mới nãy của mình là 30 pixel, bây giờ mình cộng thêm 20 nữa là bao nhiêu? 50 pixel. Đấy, thì nó cố định là 50 pixel ngay vị trí đó. Rồi, bây giờ mình tạo background cho cái chữ hậu trường này. Đó, nó mới quan trọng. Rồi, background cho nó ha. Background image, cái màu chuyển sắc mình không cần dùng image của Photoshop tạo đâu. Mình có thể sử dụng là background image từ trong cái CSS ha. Và cái chuyển sắc này mượt từ bên trái qua phải, hoặc là từ trên xuống dưới, hoặc từ phải qua trái, hoặc từ dưới lên trên. Mình đều dùng một hàm một là linear, linear gradient. Thì trong đây thông số như thế nào thì các bạn phải search ở trên trang W3Cool để biết là nó có thông số như thế nào ha. Rồi, các bạn search như thế nào các bạn? Các bạn chỉ cần là vô cái trình duyệt, các bạn gõ chữ là W3Cool ha. Rồi các bạn search cho tôi cái chữ là linear, linear gradient. Đó,
thì nó hiển thị, nó chỉ mình cái cách viết luôn các bạn. Linear, linear gradient. Đó, học cái này các bạn, quan trọng là các bạn phải biết cái từ khóa. Đây, nó là một cái CS3 ha. Thì các bạn chỉ cần là click vô đây. À, thì ở đây nó có nhiều cái tham số, ví dụ như đây là ba tham số thì nó hiển thị như thế này ha. Rồi hai tham số, ví dụ như hai tham số thì hiển thị như sao, mình bỏ ăn cái ha. Rồi cái hướng ha, cái này là không có hướng ha, thì mặc định nó từ trên xuống nè, đỏ nè, vàng nè, xanh lá cây, xanh đỏ vàng xanh lá cây ha, đỏ vàng xanh lá cây. Rồi bây giờ đây nó có thêm một cái tham số hướng nữa, ví dụ như to right, tức là từ bên trái qua bên phải. Các bạn có thể là click vô đây để các bạn tham khảo cái cách người ta làm. Đó, đây, to right, tức là từ bên trái qua bên phải, hai màu đỏ và xanh dương. Thì bây giờ cái bài của mình nó tương tự như vậy, nhưng mình có hai màu của nó là khác. Hai màu của nó là xanh dương đậm và xanh dương nhạt. Mình có thể là chấm màu ngay chỗ này, hoặc là khi mình làm demo mình có thể là cho một số thông số đơn giản ha. Rồi, bên đây các bạn thấy nữa là ngoài cái việc là nó tô màu gradient, thì ở bên đây các bạn sẽ thấy nó sẽ trong suốt. Đó, thì cái phần trong suốt này thì mình sẽ làm như thế nào thì các bạn phải theo dõi thật kỹ cái phần này nè ha, tập trung thật kỹ nè. Rồi bây giờ mình sẽ tô ray, tức là tô từ bên trái qua. Rồi mình tô màu gì, màu gì, màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Rồi các bạn cho thông số màu xanh đậm và xanh nhạt đi. Thăng 0 6 9, đây là màu xanh đậm. Rồi tôi cho qua màu xanh nhạt, thăng 3 9 9. Đó, màu xanh đậm và màu xanh nhạt ha. Cái này mình học thuộc lòng, từ từ mình sẽ biết. Còn khi nào mà học sao thì các bạn có thể hỏi, từ từ tôi sẽ chỉ sau. Thì bây giờ mình đã có màu xanh đậm và màu xanh nhạt rồi đó. Rồi, mình coi kết quả của mình làm ha. Đấy, các bạn thấy không ha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ thấy là cái chữ này nè, nó nằm sát cái viền quá. Thì đương nhiên là mình phải thêm gì các bạn, để cho cái chữ nó trống tí xíu. Thì khoảng cách giữa chữ và viền thì chúng ta sử dụng cái gì? Padding. Đó. Mình làm tới đâu mình phải nhớ cái thuộc tính tới đó và học tới đó và làm từ từ ha. Bây giờ top bottom tôi cho 5 thôi. Rồi, left right tôi cho 10. Đó, thì các bạn thấy nè. Tại sao tôi cho 5? Tại vì tôi thấy ở trên ở dưới nó ổn rồi. Nó chỉ bên trái bên phải nó sát thôi. Tôi ép 5. Đó, thì nó ra y chang. Và bây giờ diễn sao các bạn? Tôi cho color là màu trắng là nó đẹp liền luôn. Cho màu trắng thì nó đẹp liền luôn. Đó. Ok nha. Yeah. Ok ha. Rồi. Bây giờ có một trường hợp đặt ra, nếu mà mình làm phía bên tay phải, nếu mà làm ngay chỗ này thì chỗ này sao các bạn? Nó phải trong suốt cái phần này nữa nè. Đó. Mình cho màu sáng lên xíu đi. Ví dụ như là màu này màu F đi. Ok. Màu này là màu F luôn đi. Ok, rồi hơi sáng sáng lên đó. Rồi, F5. Đó, hơi sáng lên đó. Bây giờ ví dụ tôi cho opacity sao? Đó, thì đây là một cái chiêu mình phải nhớ nè. Ví dụ như là nó trong suốt mình tưởng là opacity ha. Thì bây giờ mình cho opacity ha. Ví dụ opacity, nếu các bạn sử dụng opacity thì ở phía sau này chỉ là số là từ 0 tới 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 gì đó chẳng hạn. Thì bây giờ tôi cho 0.8. Rồi ok. Thì cái này nó trong suốt opacity. Nó trong suốt. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm hình bên phải. Thì bắt đầu mình quan sát tiếp ha. Cái bài mẫu mình làm như thế nào, mình làm y chang như vậy. Đâu rồi? Rồi. Bên đây cái hình lớn và có cái box title trên đó, thì đương nhiên là mình có box IMG, sau đó có thẻ A thôi, và dấu gạch ở dưới này là khoảng 4-5 pixel mà gạch một chút xíu như thế này thôi ha. Thì mình có thể là sử dụng một cái thẻ HR hay là một thẻ DIP đều được hết ha, hay là HR hay là DIP đều được ngay chỗ này. Rồi tôi cho một cái box ở đây, tức là cái box bên phải nè các bạn, cái box bên phải đây thì mình sẽ có ba box. Box thứ nhất là cái tên đầu tiên, tên đầu tiên, rồi gồm cái IMG là box IMG. Tên thứ hai, tên thứ ba. Rồi, mình có 3 tên. Đó, rồi tên đầu tiên thì cái hình nó có cái gì đó trên cái hình, thì nó cái này mình cho một cái box IMG ở đây. Đó. Ở dưới kia là vẫn là thẻ A bình thường ha, tại vì nó có nằm cái
chữ hậu trường nằm trên này nè. Đấy, trên đây ngay cái chỗ này. Đó, mình sẽ cho một cái bóc hậu trường và một cái IMG. Đó, IMG mình cho số 1. Mình cho số 2. Rồi, ok ha. Rồi, thẻ A ở đây. Mình cũng có thể là copy cái này. Mình đem xuống đây. Đó, mình phải hiểu vấn đề như thế ha. Ví dụ như có cái gì đó nằm trên cái hình thì đương nhiên phải có cái bóc để chứa cái hình và cái gì đó. Rồi. Sau cái thẻ A thì mình có một lằn gạch nằm dưới này. Ha, thì lằn gạch này mình có thể sử dụng là border bottom. Ha. Không sử dụng border bottom thì mình sử dụng HR. Ví dụ như sau một cái raw mình sử dụng HR. À. Rồi ok. Bóc email. Rồi, cái bóc email này mình đã sử dụng cho cái này rồi ha. Thì bây giờ mình muốn làm cái IMG này nè. IMG này nó 100% của bóc email ha. Thì mình thay đổi lại cái này bóc email 2. Rồi, mình viết CSS như sau. Nếu mà nó trùng thì nó sẽ làm giống nhau thì không được. Bóc email 2 IMG. Tức là đây là cách khai báo CSS cho một cái thằng con nào đó của bóc IMG 2. Thì cái này là bóc email. Mình quýt là 100%. Ok. Đó, quýt 100%. Rồi bắt đầu thẻ A. Thẻ A của mình là tình yêu. Cái icon này mình sẽ nhúng phông ha, icon này nè. Thì đến sẽ có một clip để hướng dẫn cho các bạn nhúng phông. Rồi, với cái thẻ A này thì nó sẽ nhỏ hơn thẻ A này ha. Cho nên mình sẽ không cần sử dụng cái class clean top chi. Xóa. Đó. Đó. Còn ví dụ nó là một cái top 2, tạo top 1 này nằm đây, cái này là top 2 thì mình phải viết thêm một cái clean top 2. Tức là để làm việc đó mình có thể là copy cái này và mình giảm size lại thôi. Đó, mình giảm size lại, ví dụ như cái đó là 20, bây giờ mình cho 16. Ha, 16. Cái phần nào trùng nhau giữa cái hover và cái thường thì các bạn bỏ hết những cái thuộc tính nào nó trùng nhau đó. Rồi lên top 2 ha. Rồi cái 16, màu vẫn màu đó, ok. Rồi, vẫn vậy. Rồi hover vô màu xanh, ok, vẫn vậy. Chỉ khác về cái size thôi. Thì tôi sẽ sử dụng lên top 2 này cho cái thẻ A đó. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ luôn cái demo của thằng bóc bên phải. Rồi, ok. Bây giờ chỉ cần cái HR này thôi nè các bạn. Cái HR này thôi. Ha, cái HR này. Rồi, mình sẽ đến HR đó ha. Đây, hết cái này thì tới HR. Rồi, HR này mình sẽ viết sẽ đến như sau. Ví dụ như HR. Rồi, mình cho width. Ví dụ như 50%. Rồi, mình cho hay là 10 pixel. Đó, tức là cái này nè, tôi định là khoảng 10 pixel. Đó, rồi mình cho nó lép mà mình cho background color. Rồi, mình cho margin 0. Margin 0. Cái phần này tới phần này bedding không thử. Nó sai dữ ta. Đây sai vậy. Rồi, biết lý do nó sai rồi. Rồi mình sẽ có cách giải quyết khác thì từ từ mình tính ha. Nó sai ở đây là nó do cái phần raw này nè, lúc nào cũng có mặt kim bottom nè. Đó, cho nên mình ví dụ mình bỏ cái này thử đi. Nó thì nằm gần lại liền ha, nhưng mà mấy cái chỗ khác nó cũng gần nữa thì nó sai đó, cho nên mình cứ để như thế này đi, rồi mình sử dụng một cái raw khác, hoặc là mình sẽ sử dụng cái này là một cái before hay after gì đó, ví dụ vậy ha. Rồi ok, HR của mình đâu rồi, trở lại HR. Rồi tôi cho background
color màu xám. Đấy, border là không. Đó ha. Rồi mình chỉ cần là xích nó lên thôi, hoặc là mình lấy cái này mình làm gì các bạn? Position ha. Thì cái HR này là position trong cái box nào các bạn? Trong cái box lớn ha, trong cái box này nè. Trong cái box này nè. Ha. Rồi, mình cho nó vô đây. Mình cho nó vô đây. Đó, thì HR lúc này là position absolute. Còn cái raw này là position related. Rồi, bây giờ mình bổ sung trong cái raw một thuộc tính là position related. Rồi, bây giờ mình khai báo cái thằng HR là position absolute. Rồi, mình định left bottom ha. Ví dụ như bottom là tôi cho nó không pixel. Đó, nó nằm tối dưới. Và left tôi cho nó là không pixel luôn. Rồi, tức là nó nằm bên trái và phía dưới của cái box lớn. Đó ha. Rồi, bây giờ cái này nó phải nằm xích xuống xíu, nằm đây thì nó khuất cái chữ rồi. Thì đương nhiên cái bottom này mình mang giá trị âm. Ví dụ như là -10 hoặc là -15 pixel cho giá trị âm. Đó, ok không? Ha. Rồi, vậy là cái thằng hậu trường này nè, mình phải... Hậu trường này sai rồi. Cái box email 2 này mình phải cho một cái related tiếp. Tại vì trong box email 2 này nó có cái phần box title ha. Cho nên mình cho là position related. Đó, lý do là vậy đó các bạn. Nó canh theo related nào á. Rồi, box title này thì nó phải qua bên trái tí xíu nữa. Do đó là mình phải làm box title lại. Box title, đây, y chang như thế này, nhưng mà nó khác nhau về cái left thôi. Đấy, thì mình đặt tên là box title 2. Nó khác về cái left lúc này mình để 20 luôn. Đó, nó giống nhau hoàn toàn. Rồi, mình sửa lại cái HTML là box title 2. Rồi, các bạn coi kết quả. Đấy, ha, y chang luôn. Y chang luôn. Đấy, y chang luôn. Rồi sau đó mình cho cái này, hình số 3. Copy chữ. Chữ hậu trường ở dưới này nữa nè. Một cái A đó nữa đó. Rồi, thằng con. Cái thằng con thứ hai thì nó sẽ có thẻ A. Nó có thẻ A, nó có thẻ A thứ hai là A danh mục ha. A danh mục thì tôi đặt một cái CSS là, nếu mình không đặt CSS thì nó trùng mấy xe A khác, thì mình đi là link danh mục, ví dụ như vậy. Thì cái này là tôi ghi là thời cuộc, ví dụ như vậy. Rồi, sau đó tôi mới tới IMG. Thì IMG này tôi lấy hình số 3, ví dụ như vậy. Và cái tin thứ hai này nó chỉ có border bottom của cái box đó thôi ha. Cái box này nè ha. Bây giờ nếu mà mình sử dụng box này thì nó không được. Lý do các bạn thấy nè, nếu mình sử dụng cái box mà margin bottom bằng 25 á thì nó rất là xa, trong khi đó mình là cái này với cái này nó gần sát bên, nó khoảng 10 thôi ha. Vì vậy cho nên mình khai báo một cái box mới, hoặc là mình sẽ khai báo một cái margin bottom mới tùy ha. Bây giờ tôi sử dụng là cái row thứ hai luôn ha, tôi cho cái row thứ hai luôn cho nó tiện. Không thì các bạn cứ khai báo một cái margin bottom mới. Rồi tôi sử dụng row thứ hai. Row thứ hai thì cái khoảng cách margin bottom ít hơn, ví dụ như tôi cho là 10. Rồi xong nha. Thì hai thằng con tôi sẽ sử dụng là row 2. Đây. Rồi. Hoặc là các bạn làm cái row thì không cần margin bottom, không nên ha. Cái margin bottom với margin right rồi đó các bạn không nên để chung. Để chung khó sử dụng lắm. Mình cứ tách CSS ra cho dễ sử dụng. Con này đã lỡ viết rồi cho nên để đại đi.
Rồi mình khai báo cái row 2 là cái để căn layout thôi. Bây giờ mình đặt tên là box 2 để làm CSS con. Hai thằng này giống nhau, nó chỉ khác về nội dung thôi. Cái thằng ở dưới không có border bottom, chỉ có thằng trên mới có border bottom thôi. Rồi, border bottom của mình là cái gì? Mình sẽ viết một CSS border bottom. Khi nào cần thì các bạn có thể sử dụng lại CSS này. Border, đã nói tới border thì nó có một số giá trị như sau. Giá trị thứ nhất là kích thước, giá trị thứ hai là màu, giá trị thứ ba là cái kiểu border. Nha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái box 2 để mình làm CSS cho các thằng con. Bây giờ box 2 img. Đó, hay img. Thì lúc này cái hình của mình nó nằm bên tay phải. Thì mình sử dụng là lót rai. Rồi cái width của hình mình rất là nhỏ. Tôi cho là 30% hay 40% thôi. Đây các bạn quan sát ha. Cái này nè, 30% thôi các bạn, không cần 40%. Đó. Rồi, margin right nó khoảng 10 pixel hay 20 pixel gì đó. 10 pixel. Margin left chứ quên. Cái đó là margin left ha, tức là khoảng cách bên tay trái của hình. Margin left là 10 pixel. Rồi ok. Các bạn sẽ F5 lại các bạn coi thử. Đó. Thì bây giờ mình chỉ cần dời cái hình lên trên thôi các bạn. Đây. Cái hình hiện tại là mình để dưới cho nên là cái chữ xuất hiện trước. Bây giờ mình cho cái hình lên trên. Rồi, cạnh trái thì cái chữ nó nằm bên tay trái, cạnh phải thì cái chữ nằm bên tay trái. F5. Đó, ha. Do cái chữ này nó bự ha, cho nên bây giờ mình khai báo một cái thẻ A mặc định. Những cái gì mặc định các bạn cứ đưa lên trên ha. Ví dụ row 2 mặc định, box center là mặc định, B là mặc định. Bây giờ thẻ A mặc định của mình là như thế nào? Đó. Ví dụ như là font size là bao nhiêu? 12 BT. Ví dụ như vậy. Hoặc là 2 pixel gì đó. Rồi color là bao nhiêu? Là 333 xám đậm. Rồi, phong quay của mình là normal ha. Phong quay normal. Mình nên viết những cái CSS mặc định nằm lên trên ha. Rồi, a hover là cái gì? Thì cái này là tất cả các thẻ A trong trang web nó sẽ có định dạng như thế này. Đó. Thì bây giờ cái này là màu xanh. Màu xanh. Đó, ok ha. Rồi, các bạn sẽ thấy là nó sẽ theo giống như vậy. Tất cả các A giống này. Tất cả các thẻ A trong trang web nó sẽ giống như vậy. Nếu thẻ A nào, chỗ nào nó khác thì mình phải làm CSS mới. Rồi, cái này là test decoration là non luôn. Rồi, ok. Đấy ha. Line 2 hơi bị xa, mình cho line 2 nhỏ lại. 130% thôi. Đó. Hoặc là mình để 100% thôi. Có những cái mình chỉ cần 100% thôi là ok. Ha. Rồi, ok. À, line 2 này mình để tới 150, 130%. Rồi, cái phần này không cần sử dụng. Thì tất cả đều là 130%. Rồi, ok. Cái phần mà cái hình nhỏ, rồi chữ thời cuộc nằm dưới nha, chứ không phải nằm trên nha. Mình BR ra. Tại vì hai thẻ A nằm gần với nhau thì nó là dạng inline chứ không là block, cho nên nó sẽ dính với nhau. Để rớt xuống thì mình cho BR. Rồi, một lát mình sẽ làm thêm CSS cho cái thẻ A này. Đây là thẻ A phụ ha. Thẻ A thứ nhất, thẻ A thứ hai, thẻ A bình thường và đây là thẻ A phụ. Rồi, thẻ A phụ, thẻ A bình thường nó có in đậm không? Có luôn nha các bạn. Coi bài mẫu đi. Đây nó vẫn có in đậm ha. Rồi, tôi cho nó in đậm. Thẻ A bình thường có in đậm. Rồi, ok. Đấy, một lát mình làm thẻ A này khác nè. Ok ha. Đây. Bỏ cái này. Hover bỏ này luôn. Rồi, nó chỉ thay đổi màu thôi, phong bỏ luôn. Cái nào thay đổi mình mới để lại. Đó ha. Rồi, bây giờ khoảng cách giữa border bottom này nè, nó phải xa này tí xíu. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ cái phần mà img của mình á, img trong box 2 á, img trong box 2 này mình cho margin bottom. Đó. 10 pixel. Giống như cái ra lép luôn. Rồi ok xong ha. Rồi bây giờ mình làm thẻ A cho cái này. Thẻ A cho này tức là một cái CSS thẻ A thôi, bình thường. Ví dụ như mình sẽ chọn cái này. Cần trên C. Bát ra.
Rồi mình đặt tên là link, link danh mục. Đó, link danh mục. Rồi, A chấm ha các bạn. A chấm, tức là mình tạo CSS cho thẻ A, tức là A chấm. Thì mình sử dụng link danh mục này trong cái class của thẻ A đó. Rồi ok, mình sẽ cho lại là 11. Mình sẽ cho là nó 1. Cái này nó nhỏ thôi các bạn. 11 nó 1, thay đổi màu thôi. Ok, mình sử dụng cái link GM này cho cái thẻ A thời cuộc. Đó, các bạn coi kỹ lại ha, cái cách làm CSS cho thẻ A ha. Rồi ok, các bạn sẽ F5. Đấy. Và cái bài mẫu của mình thì chỗ đó là màu xanh, tức là mình đổi ngược lại, đổi ngược CSS lại nha. Tức là cái màu xanh nằm ở trên, cái màu xanh nằm ở trên. Rồi 06C, cái màu xám nằm dưới, bằng số 3. Rồi ok, các bạn F5. Đấy. Thì bây giờ các bạn chỉ cần là đem nội dung, copy nội dung này đem xuống là ok, là xong ha. Và nó không cần cái br bottom, nó không cần border bottom, nó chỉ cần nội dung thôi. Rồi, nội dung này trong box 2 thì box 2 CSS ở trên sao ở dưới y chang vậy. Đó, bây giờ mình chỉ cần đổi hình thôi. Ví dụ đây là hình số 4 ha. Đó, và đây là bài số 4. Và đây là chữ hậu trường. Đó, đây là hậu trường giống như thời cuộc, ví dụ vậy. Rồi, mình sẽ thấy sự khác nhau liền. Đấy, ok ha. Tức là mình đã xong cái phần trên cùng của trang ngôi sao.net. Tương tự như vậy thì các bạn có thể là cho dữ liệu vô cái bốn cái box này ha. Rồi, một điều lưu ý nữa là nếu mà các bạn đưa dữ liệu vô xong thì các bạn nên bỏ cái demo ra, class demo ra, thì ok, nó sẽ xuất hiện đều với nhau. Đấy, ok ha. Rồi, nếu mà các bạn không hiểu cái nào thì các bạn có thể coi kỹ lại ha, coi kỹ lại phần đó. Đây, đó, ok. Bây giờ cái này mà dưới cái này mà nó nằm gần nhau quá thì mình cho nó cách ra một xíu các bạn. Ok, nó nằm gần. Ok ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Các bạn phải coi kỹ lại cái này ha. Có gì thì tôi sẽ làm tiếp theo clip nữa để cho làm 5 cái CSS này, 5 cái box này. 5 cái box này khoảng vài phút à ha. Còn cái phần này các bạn phải hiểu rõ ha, về cách mình làm CSS, về cách mình khai báo AB Deep Reality, về cách mình sử dụng cái HR, về cách mình sử dụng khai báo các thẻ, về cách sử dụng khai báo các CSS cho các thẻ A và thẻ A mặc định, ví dụ như vậy. Rồi ok, tạm biệt các bạn, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye. Các bạn ơi, nếu mà các bạn lần đầu tiên đến với kênh Thầy Học Web, mời các bạn nhấn nút like, subscribe và đăng ký kênh để nhận được các bài học mới nhất. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn. Bye bye.